Xin chào anh mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cả cái series phân tích demo mà mình đang làm. Và sự lựa chọn của mình, các bạn nhìn thấy cái áo mình hôm nay đang mặc G2 Esport. Và mình sẽ chọn một cái demo gần đây nhất của G2 Esport. Đó sẽ là trận đấu ngày hôm qua. Hôm qua là trận đấu giữa G2 Esport và Navi. Và map mình phân tích thì sẽ là map thiếu Mirage. Trận đấu đó là trận đấu mà G2 Esport đã giành chiến thắng với tỷ số là 16-14. Và phân tích ai bây giờ nhỉ? Hunter, KNDS. Thôi được rồi, mình sẽ phân tích chính với Hunter, player mới của G2 Esport. Và bên cạnh đó thì mình có thể đôi lúc sẽ đảo qua những góc cao của Nexa hay là Kennet để xem là club hiện tại G2 nó thi đấu như thế nào. Rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ vào demo ấy luôn. G2 với Navi, map thi đấu Mirage. Chờ chút. Quên trên tôi, tựa game. Anh em chờ tí. Ok. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với vị trí Hunter. Trận đấu này thì bên phía của team G2 Esport là người bắn bên phía T-side trước. Navi là người bắn CV bởi vì đơn giản đây là map pick của G2. Quy tắc thì chúng ta đã quen thuộc rồi. Team nào pick map và team còn lại sẽ được chọn sai. Hunter là một player quốc tịch Botswana cùng quốc tịch với cả Nico. Tay rất là to. Rào đầu pistol này G2 Esport đang hầu 3 mid. Đây là một tướng kê mid đầy. Góc này cũng là một góc đứng có thể nói là khá đẹp. Một flat búp ra và đẩy ra bắn nhau luôn. Còn đúng theo kiểu tay to đơn giản. Chủ động đấu skill đổi mạng. Đó sẽ là những chiến thuật khá là hợp lý trong rào đầu pistol này. Rào đầu này thì thậm chí họ có một quả smoke ném ra che của mid nối. Và sau đó búp flat ra chiếm mid. Còn khi mà đấu súng mà đã thua thì cũng không còn gì để nói nữa rồi. Ở round pistol này thì 80-90% cái quyết định xem team nào là chiến thắng trong round đấu phụ thuộc vào việc đấu skill. Nó chỉ có khoảng 20-30% là vấn đề chiến thuật thôi. Thường thì vấn đề chiến thuật nó không có quá nhiều. KNDS thì vừa chết rồi. Chiếm được ladder. Tuy nhiên thì đây là một cái map mà các bạn chiếm được ladder này thì cũng không quá nguy hiểm. Tại vì những khẩu WP là những khẩu súng bắn tầm xa khá là khó chịu. Và việc không có vị trí đứng đẹp trong bonsai B thì các player bắn USP họ vẫn có thể thủ được cách chắc chắn. Cầm bom ngược về A, trong A đang có Flamy. Player bắn lục rất là tốt, nhưng Flamy vừa rồi đứng giữa đường, các bạn thấy cái giá phải trả. Đứng giữa đường bắn connector và bị lầu bắn chết. Đang làm thùng 5v3 thì bây giờ G2 Esport họ đưa về một thùng 3v3 vì vừa rồi bắn hơi cục. Flamy là một thằng bắn USP rất là tốt nên nó rất tự tin vào skill mình. Nhưng các bạn thấy rằng khi mà Flamy chết phát là những player của Navi đều rơi vào thế khó. Một viên vào đầu luôn. Một viên duy nhất đến từ Hunter. Một không, và đây sẽ làm round đấu fog bài của Navi. Tiếp tục sẽ là những tình huống tôi xem Hunter. Hai nết để chặn những tình huống đẩy underpass. Bây giờ ném flat ra, để giặt ngang ra, các bạn thấy quả flat này là một flat nổ sau lưng. Thằng Amanek sẽ, quả flat nổ sau lưng Amanek nhẹ nổ trước mặt của địch. Nếu như có bất kỳ tình huống đẩy underpass nào cả. Cái việc ném hai nết ở underpass khá là hay. Những cái round đấu mà đối phương fog buy như kiểu cái round đấu này này, City fog buy thì cái tỷ lệ đẩy underpass sẽ là rất là cao. Tại vì khẩu CZ khi mà có một spawn đẹp đẩy underpass búp một flat ra nó khá là nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng hai quả nếp đấy là để trị những thằng đẩy underpass. Thao đẩy qua vừa rồi ăn hai quả nếp vào mặt thì cũng chết luôn, không chết thì cũng trọng thương. Xem nào, Hunter phát hiện đối phương rồi, cường skill luôn, chơi luôn tay to. Úi xôi, tay to thật.
Electronic vừa rồi cầm một khẩu súng cũng khá là khó chịu, nhưng tớ vẫn giành chiến thắng. Yếu máu và lùi về luôn, quyết định rất là hợp lý. Bên phía Navi cũng đứng đẩy lầu B. Yếu máu mà các bạn nếu tiếp tục chảy cối thì các bạn sẽ mất người rất là lãng phí. Bởi vì sao? 12 máu khi mà đi pick thì có thể không hiệu quả, nhưng 12 máu mà để kê đời thì nó vẫn là rất là hiệu quả. Ví dụ thằng Aster bây giờ nó về nó kê móc A trong đội thì nó vẫn đang đóng góp một vai trò có thể nói là như một player bình thường, vừa có thể hỗ trợ cho đồng đội mà lại không ảnh hưởng với cái lượng HP. Trong khi đó những player khỏe sẽ là người cố gắng được phép đi pick người. Smoke nối. Mid to B đến từ các thành viên team G2. Navi bắt bài 2 bom CB khá chính xác. Và với việc yếu máu chúng ta thấy rằng Hunter đang là người kem đầy. Một tiếng kem móc sau lưng, một cái góc vị thằng Hunter chọn là một góc đứng khá đẹp. Đây là một góc khá là khó đoán. Còn những người đội của anh, 4 người còn lại thì có nhiệm vụ tăng vào và clear hoàn toàn bom CB. Nói chung đây vẫn là một round đấu dễ dàng gây cho Guy Sport thôi. Bắn 2B nhưng Navi chỉ đổi được một người. Không dám nhảy sang. Nhảy sang là lộ tiếng. Với 12 HP như này thì không khác gì là cá trong giọ cả. Tốt nhất đây là một tiếng mà thằng Aster nó phải xử lý bình tĩnh. Tại vì các bạn phải hiểu là 12 máu mà cục xúc đi bắt súng ấy, thì cái xác suất mà các bạn còn sống ấy, nó chỉ rơi vào khoảng 2-3%. Trong cái đó thì cái việc mà mất đi một nếu mà bị bắn chết, mất đi một cái giáp 2 và một khẩu mắc 10 cũng đã mất đi hơn 2.000 tiền rồi. Tôi nghĩ rằng đó là một cái lãng phí không cần thiết trong một tình huống mà thằng Aster có muốn đi bắt súng thì cái cơ hội để nó giết được địch là quá thấp. Đây sẽ làm round đấu mà Navi về full eco, nhưng mà vẫn có một khẩu AK đến từ Flamey. Còn Simple thì như là tự lên cho mình một khẩu Deagle, một cái giáp 1. À, giáp 2 luôn. Simple trong tiếng này tôi đoán là được đồng đội drop cho Deagle và tự tin lên giáp 2. Khẩu Deagle này nếu như không nhầm là khẩu Deagle của Flamey. Luôn luôn đi 2 underpass, chiếm underpass rất là nhanh đến từ Guy Sport. Họ đã có cho mình những khẩu Mark 10. Họ đang di chuyển rất là tự tin. Những tình huống phi nhanh này đôi lúc nó rất cần thiết. Các bạn không thể đánh chậm mãi được. Các bạn đánh chậm quá thì nhiều lúc sẽ bị ảnh hưởng đến lối chơi của cả team. Mất quá nhiều thời gian để bò trườn và sau đó để cho đối phương giữ được bom. Tiếp tục bán vào mồm Boom Miss Hunter từ nãy giờ để tôi thấy rằng là thanh niên này luôn luôn được đưa vào những vị trí di chuyển đầu tiên, chiếm được khu window rồi. Đây sẽ là một cái lợi thế rất lớn cho G2. Có lẽ sẽ không có cửa Navi nào này. Cái việc mất khu vực connector này thì khiến cho liên kết giữa bom xe A và bom xe B của Navi sẽ mất hẳn. Rồi Navi chỉ có cách đập lô thôi. Đập lô 3B. Fake A rất khó chịu đến từ Hunter. Ném smoke che lầu và ném quả nết vào khu gram. Sau đó thì di chuyển về khu bom xe B cùng những đồng đội. Đây là một round đấu Navi bắt bài chính xác. Vâng, tuy nhiên thì có vẻ như là Navi không đổi được nhiều người rồi. Flamey chắc chỉ đổi được một. Đúng là như vậy. Flamey đổi được hai. Nhưng hai người đội còn lại của anh thì lại chết chai. Một round đấu bắt bài khá là tốt đến từ Navi. Tuy nhiên thì tính hiệu quả lại không có. Bom được đặt và các bạn thấy không? Thằng Hunter ngay lập tức khi mà bom bắt đầu đặt, nó chạy về để hỗ trợ đồng đội luôn. Có nghĩa là sao? Họ phải di chuyển về gần những người đồng đội một chút. Nếu như có một cái trường hợp của một thằng đi market tự nhiên lại bắn chết hai là trong bom, thì thằng Aster nó phải ở gần gần đấy để nó có thể cover backup kịp thời. Chứ nếu thằng Aster ở xa quá đến lúc ấy chạy về rất là khó, mà lại còn vào một thế rất bị động, không cần thiết trong round này. Thường thì các player Việt Nam hoặc những player trẻ thì hay có một cái xu hướng mà thích biter, ví dụ như Ngô Hoàn này. Nếu là thằng Ngô Hoàn trong tiếng này nó không ở, nó về, nó sẽ ngồi lại đang ngồi, nó bắt bằng được thằng Bosea. Tuy nhiên nó chưa nghĩ đến một trường hợp là thằng Bosea đấy bắn quá tởm và lúc đấy thằng Bosea nó đã về gần mắc kít rồi. Sau đó thì thằng Bosea tự nhiên làm một phát hai mồm, chết con mẹ luôn, bom thì bom xấu. Thế là đến lúc đấy cái thằng biter sẽ rơi vào một vị trí khó và tự nhiên có thể thua một cái round đấu rất nhảm, không cần thiết. Đây là một round đấu mà thực ra là thằng Hunter cũng không cần phải biter quá đà, tại vì đối phương chỉ là lục thôi, nó xếp thì cũng chả sao cả.
Và cái quyết định di chuyển về gần khu vực Bishot là quyết định hợp lý đến từ Hunter. Tôi nghĩ là nó là quyết định rất là đúng. Đi xếp súng trên góc rất là kỹ. Flat mid lửa window ạ. Khá là dị. Quả smoke này sẽ khiến nó phải chậm lại. Có flash ném ra băng qua smoke luôn các bạn đấy. Đây là một bài đánh rất nhanh đến từ các thành viên của team G2 Sport, họ đã tập rồi. Ra nhá, một quả flash mid đầu tiên của thằng Aster là quả flash để khiến cho nếu như off đứng ở giữa window sẽ phải quay mặt đi. Có một smoke mid gần duy nhất chạy ra và quả smoke ném lửa của window luôn. Sau đó tăng thẳng vào vùng mid nối. Bọn G2 Sport nó đã tính đến cái trường hợp là đối phương sẽ ném quả smoke che của connector. Và chúng ta thấy rằng cái player đi sau, cái thanh niên cầm bom đó chính là Amanek, là thằng ném một quả flash từ mid vào hộ connector để cho guy spot phi qua smoke. Đây là một bài đánh nhanh, có thể nói là khá hiệu quả. Tôi nghĩ rằng đây là một bài đơn giản mà anh em có thể học được. Ui, địt mẹ một tiếng no skill chay, và các bạn thấy rằng Hunter tay to đến như thế nào. Bắn chết Electronic cực kỳ nhanh. Ném hai quả flash để cho nếu như có địch ở CT thì cũng không thể có được cho mình những vị trí kê thuận lợi. Và giờ thì guy sẽ quăng đặt bom thôi. 4 phép thai. Rõ ràng là cái việc của team Navi bị bất ngờ ra lúc này, bởi cái lối chơi có thể nói là hơi láo đến từ guy Sport. Kê cương skill luôn. Chọn một góc có thể nói là giữa đường. Đây là cái khoảng tham minh mà thằng Hunter này không cần đứng ở những góc quá đẹp, có thể đứng giữa đường cương skill luôn cũng được. Miễn sao là một cái góc đứng bất ngờ cho đối phương. Thầy di tâm rất là tốt, có ý đồ phản xạ khủng. Kín thật. Này di tâm rất là chuẩn, bắn cũng chắc tay. Trời ơi, cái gì đây? Tôi phải xem lại cái nào đây. Tôi đéo hiểu về ông guy sport làm cái gì. Đúng rồi. Kenneth bắn ở mồm Amanek. Sau đó thì Kenneth bị bắn chết luôn. Đây đây, các bạn nhìn xem Kenneth kéo tâm. Ui dồi ôi, Kenneth nhìn đến địch. Ôi, Amanek tự nhiên nhoi vào ạ. Đéo thể hiểu được. Gọi với ông G2 này. Xuất sắc. Không nhận. Tình huống này phải gọi là xuất sắc thật. Wow. Xem lại thằng Amadek kiểu di chuyển kiểu đéo gì đây. Ui dồi ôi, Amadek chưa kịp làm gì, mới chỉ đang chạy thôi đã bị bắn chết rồi. Mất luôn một phát hai người đến từ các thành viên của team Guy Sport. Kenneth bắn đồng đội, sau đó thì Kenneth bị địch bắn chết. Giờ thì còn mỗi thằng Aster thôi. Ở mid Aster thì còn cho mình 33 máu. Thì huống rất tài ước đến cho thanh viên G2, nó cứ bị thế nào nhỉ, loạn. Đúng rồi, bọn G2 nó đang kiểu vẫn còn hơi loạn, phối hợp với nhau chưa thật sự chính xác. Và Kenneth nó bắn theo màu cá nhân thì đúng rồi, nó nhìn thấy một thằng địch nhảy sang bên phải nên nó kéo off ra, nó bắn vào vị trí đấy thì đúng lúc nó bóc cò, thì ông Amanek lại chạy thẳng vào tâm của nó, thế nên nó không thể phản xạ kịp. Thì ông đó mà bảo trách Kenneth thì không thể trách được, nó diễn ra quá là nhanh. Và trước khi Kenneth nổ súng thì không có bất kỳ một player nào G2 trước mặt cả. Hunter chuyển sang bắn off cũng được, yếu máu thì bắn off để kê mid cũng được. Vứt off đi, không cho đối phương nhặt off. Giấu ở trong hốc. Có một thằng đi underpass. Đây là tiểu đánh lên A chắc. Ngoắc lên bom xe A rồi. Bên phía Navi thì đang rủ nhau đẩy ngược lại mid. Boomis đang đẩy ngược lên khu top mid rồi. Các bạn thấy nó check góc chưa? Các bạn thấy không? Những tiếng bò trườn này các bạn phải check hết góc. Chỗ nào cũng có thể có địch. Đấy. Đặt tâm. Không thiếu một góc nào cả. Bây giờ check tiếp thùng 3 CT. Ok. Simple bắn chết được rách rồi. Nhặt bom. Bây giờ thì tiếp tục là những tiếng bò trườn đến từ vị trí của Haster. Giờ thì Haster cần phải láo chưa?
À, đứng đây để kê nhìn thấy bóng rồi. Bắn yếu được Flamy. 1v3 có vẻ như mọi thứ là hơi khó đi phải. Lượng máu là quá yếu với thời gian không ủng hộ cho Hamster. 4-1, đầu thắng đầu tiên về phía con nào vì một đầu đấu mỗi việc gái spot tố hài hơi quá đà. Những tiếng bò chay của thằng này nó rất là tự tin nhé. Các bạn nhìn thằng này bò chay rất là tự tin bởi vì nó đặt tâm chuẩn. Nó ra nó đặt một phát vào những góc đấy mà nó tự tin là kể cả đối phương cầm rifle một cây trước nó ra là bắn phát vào đầu ngay. Chứ như mình bò, đéo ơi mình bò được như này. Bởi vì mình mà bò như này nó ra là bắn phát mặt mình chết luôn. Mình đéo ơi mình bắn được, kịp. Đấy các bạn đang bò ra bò xe à. Đấy, đây là những thằng mà tôi sợ nhất. Nghĩa là nếu mà bắn giải hoặc là bắn cái gì tôi rất sợ những thằng như này này. Nó đéo gây một tiếng động thì nó bò chay ra và nó check hết tất cả các góc. Đây các bạn thấy, đây là một đau đấu mà Navi nhá. Nó bắn theo kiểu một đẩy ram gần, đứng hai connector, bỏ CT luôn, bỏ lầu ở thời điểm đầu. À, cuối cùng Hunter thì ông chào con mẹ xuống cầu thang, ngồi con mẹ ở dưới chân lầu rồi. Navi không ai biết điều này cả. Tí nữa này nó sẽ móc, nó sẽ bắn vào mặt bọn này cho. Đây rồi, Electronic tí về bây giờ mà ăn Flamy. Kiểu gì chả phê. Ở à, đây rồi, đã nhìn thấy nhau, nhưng có vẻ như Electronic cũng nhìn thấy cái điều gì đó chăng? Electronic không nhìn thấy rồi. Thằng Hunter thì nó nghe thấy thằng Ram rồi. Nó nhìn thấy Hunter. Hunter biết Guardian luôn, và giờ thì sao đây? Hunter, ui dồi ôi, bắn thế này thì đúng là chịu. Các bạn thấy không, phản xạ nó rất là nhanh. Guardian vừa giặt ra để ăn viêm đầu luôn. Một phát bò trườn có thể nói là đỉnh đi cao đến từ Hunter. Và đối thủ như này là những đối thủ rất khó chịu. Nó dám làm những điều mình nghĩ là nó sẽ đéo bao giờ làm. Hoặc các bạn sẽ nghĩ là ví dụ nhá, nó đi lầu nhá, thì nó phải nhảy xuống bom. Nhảy xuống bom thì kiểu gì cũng lộ tiếng, bố mày đứng ở ra, bố mày sẽ nghe được. Nhưng nó có nhảy đâu, nó đi lầu, nó walk ra, nó trèo xuống cầu thang, sau đó lại walk hẳn vào trong. Rất bình tĩnh đến từ vị trí của Hunter. Vừa rồi thằng Hunter ấy, nó biết hết tất cả ba player miễn là vì ở đâu. Nó nhìn thấy một thằng thằng gò rồi, nó biết một thằng Connector và một thằng Ram, nó bắn chết Connector và Ram. Sau đó, nó còn báo cho đồng đội tăng lên là ở jungle có một. Rất là khổ cho Navi. Navi vừa rồi ở trong thế bị động, quá bị động. Nhưng đây là một round đấu mà các bạn thấy rằng đó là một đột biến đến từ một cá nhân chứ không phải là phần teamwork. À quên, nhắc với anh em một chút là có lẽ là tôi sẽ thiên về phần phân tích theo T-side Map Mirage này của thằng Aster thôi. Chứ tôi sẽ không phân tích cả hai side. Hai side thì video nó hơi dài. Đây rất là to. Boom Mist vừa rồi biết là địch sẽ nhảy lên. Nhưng các bạn thấy rằng là Boom Mist bắn chưa kịp bắn mấy thì thằng Hunter đã bắn chết rồi. Một round thắng mà mang yếu tố cá nhân rất đậm đến từ vị trí của Hunter. 5-1 cho Guy Sport. Navi đang gặp khá nhiều bất ngờ. Các bạn thấy không? Ném lửa jungle và sau đó buff flash để cho Amanek. Thế giới nó bắn rất cẩn thận ở cái underpass này. Trong đó thì nếu như các bạn nhìn những trận bắn của bọn mình hoặc kể cả team mình bắn thế thôi. Bắn underpass nhiều lúc rất là buồn cười, cứ chạy ra địt con mẹ, nó buff quả flash lên nó bắn chết nó lại. Ơ nó đẩy underpass này, ơ sao mày không báo cho tao, địt mẹ. Phải nhìn cái radar một tí. Các bạn nhìn cái radar, các bạn sẽ biết là bên phía Guy Sport nào này họ kê mid đẩy. Họ không lao ra mid nhanh. Và đó là một cái sự khác biệt. Này, buff flash cho đồng đội còn đang bị Guardian bắn off chết con mẹ này. Con flash này về lý thuyết là phải mù ấy nhở. Có lẽ tí nữa tôi sẽ xem lại quả flash này. Đấy, một lửa một flash vẫn còn bị đồng đội vẫn bị bắn chết, đó là chuyện quá bình thường. Giờ thì bên phía của team Guy Sport sẽ đẩy thằng ra mid một quả flash thôi. Giờ thì Hunter, còn lần này thì Hunter đã chết bởi Electronic rồi. Tôi sẽ xem lại một chút góc nhìn của Guardian. Thì hôm nay Guardian tránh được quả flash này thì cũng hơi vô lý, thật sự là như vậy. Đây là round đấu bên phía nào bị áp láo. Đen. Thằng Guardian nó kéo off ra sau khi quả flash nổ. Flash vừa nổ, Guardian bắt đầu phải kéo off ra. Và cái khoảng cách cũng là hơi xa. Quả flash thì rất khó để có thể mù được Guardian. Nhưng nếu Guardian kê trước thì tôi nghĩ là Guardian vẫn sẽ bị mù. Nhưng vấn đề là Guardian kéo off ra sau nên nó bị ảnh hưởng ít hơn. Hai năm là vì thắng thêm được một round đấu nữa. Một flash ném ra dọa đối phương ở bom xe B. Flash khá là hay.
của flat sẽ làm cho bong CB phải chậm lại, sau đó nó nhảy xuống cống luôn. Tham Minh nhảy cống vẫn như cũ. Tôi nghĩ rằng đây là một flat mà anh em có thể học được khá hiệu quả để gây áp lực bong CB để không cho cái lầu B có thể đẩy được. Thường thì khi mà những thằng canh lầu B ăn quả flat đoạn đầu tiên ấy, thì nó sẽ không nhảy lên ô tô nữa mà nó sẽ đứng ở trong bong. Và điều đó sẽ khiến cho những tình huống có ý định đẩy lầu bên phía của Navi phải chậm lại, bò thẳng cống luôn. Luôn luôn là những tiếng bò chay nhé. Các bạn nhìn nha, bọn G2 bây giờ nó rất tự tin về skill cá nhân. Nó bò chay luôn, nó chả phải ném theo hết cả, không lộ một tiếng. Các bạn bây giờ các bạn phải xác định, một là các bạn bài bản, nghĩa là các bạn ném bom rất là chuẩn chỉ, hỗ trợ nhau búp flat, ném smoke che các vị trí, báo hiệu hẳn là bố mày sẽ đánh vào đây, đánh như thế nào luôn, cẩn thận. Hai là các bạn bắn láo, các bạn tự tin thì các bạn bò chay luôn, đi để đổi mạng, không lộ một tiếng động nào cả. Đấy là hai cách để các bạn có thể đánh vào một offside. Đấy, đi rất nhanh, 1 phút 25 giây nó đã stack nhau vào trong khu vực window rồi. Đây là một cái khoảng thời gian rất là vô lý, bởi vì đơn giản là hai thành viên của G2 Sport từ nãy giờ các bạn đã nhảy một phát xuống underpass, quắc lên và stack nhau lên luôn, không lộ bất kỳ một tiếng động nào ở vùng mid này cả, trừ tình huống nhảy underpass. Bên phía G2, bên phía Navi nếu nghe được chỉ nghe được mỗi tiếng nó nhảy underpass thôi, còn không nghe được bất kỳ một tiếng động nào cả. Thế nên cái tình huống stack này nó diễn ra quá là mượt mà, rất nhanh chóng. Haster được stack ở vị trí khá đẹp rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy Sipo đang nhìn vào smoke. Sipo cũng đoán được rằng là đối phương có thể stack. Một góc đứng có thể nói là khá đẹp. Jack làm gì đây? Ui, vãi lồn. Đi con mẹ vãi cả lồn. Vừa hoàn toàn được stack vào, ông Jack đi ném qua lửa. Tôi thì tôi cũng có thể đoán được ý đồ của bọn Guy Sport trong tiếng này. Thằng Jack nó định ném quả lửa vào góc bên phải để mục đích fake cho thằng Haster. Nếu quả lửa cháy bên phải nó sẽ không cháy đến cái chỗ thằng Haster đứng. Như vậy thì thằng Haster sẽ được đồng đội fake cho là để cho thằng Simbo nghĩ là Jungle thế clear rồi. Nhưng vấn đề là ông Jack ném quả lửa lỗi, lệch con mẹ và sang bên trái thì lại cháy vào vị trí của thằng Haster. Thằng Simbo đang đéo rõ là thằng Haster có đứng ở trong này hay không. Thì tự nhiên nghe thấy thằng Hunter bị lửa đốt trùng. Thế là Hunter đau, Hunter mới nhảy ra và Sipo nó bắn chết. Bởi vì nó quá chủ động trong cái tiếng bắn nhau vừa rồi. Hunter đéo biết Sipo ở đâu, bởi vì hai thằng này từ đấy đứng không lộ bất kỳ tiếng động nào cả. Nhưng sau đó thì Sipo biết Hunter ở đâu, còn chiều ngược lại thì không có. Và các bạn thấy một round thua rất là hài ước đến từ anh Biên lên. Một tiếng mất người, không khác cái tấu hài đến từ bộ đôi Big Guy Sport. À đúng rồi, hôm qua tôi xem stream cái trận đấu này, tôi còn buồn cười mà. Tôi bảo đi con mẹ mấy thằng gai làm cái gì đấy. Tôi đang thấy cái đéo sai sai. Tôi nhìn thằng Hunter đứng ở trong khu vực window. Sau đó tự nhiên tôi thấy một quả lửa bay vào, một quả lửa từ T-side ném. Có cái đéo thì không đúng. Địt con mẹ mày. Và sau đó thì quá là khổ cho thanh niên Hunter này. Một cái chết rất là cay cú thì phải bị đồng đội bóp dài. 3-5. Đây là một round đấu mà bên phía quần Navi đẩy 2 ram gần. Mà tôi cũng không hiểu vì sao thằng Jack lại cầm mắc 10 bắn chết hai ông bên phía quần Navi. Mất 2A rất là sớm. Đây là một round up cố của G2 Sport. Nhìn như là Navi lại thuộc trong ký round đi phải. Flap rất điệu đà. Các bạn thấy không, G2 nó giết được người nhưng nó không phi lên A vội. Bởi vì sao? Nó mất đi một player. Chứ còn đấy mà nó còn nguyên thì nó có thể là nó vẫn sẽ phi vào, nhưng nó sẽ ném bom che đi những cái vị trí quan trọng. Nhưng bọn G2 Sport đã chứng tỏ một điều, nó không hề vội vào một tí nào cả. Rất là bình tĩnh. Rất bình tĩnh thôi. Chúng ta thấy rất bình tĩnh. Không có gì phải vội vàng cả. Và sau đó thì quyết định đánh về bom site B. Cái vấn đề côn team về B như thế này này, nó là liên quan đến yếu tố chiến thuật. Thường thì những thằng cap đến giai đoạn này nó phải ngồi nghĩ. Ví dụ như kiểu thằng Nessa là thằng cap bên G2 đúng không? Nó sẽ phải nghĩ cách côn team của Navi thường sẽ là như thế nào, cách côn team của thằng Boomit bên phía kia. Mỗi team nó sẽ có một phong cách. Ví dụ như có những team thì nó sẽ này, nó sẽ đứng ở A như này, sau đó chạy tất cả về cụm bom xe B bắt bài. Có những team thì nó sẽ đứng hết ở A, nó sẽ không về B.
có những team thì sẽ tách ra về một về B, một giữ mid và một giữ A. Đấy là phong cách của từng team một. Và đến lúc đó nó phải hack não nhau thôi. Đây là một tiếng mà G2 quay ngược với cục bom sai B. Vẫn quắc nha các bạn ấy nha, quắc nha, không lộ tiếng. Tại vì sợ rằng, nếu một là sợ rằng có một thằng ở LB gần, bây giờ phải check, chắc chắn phải check kỹ bên trái. Đấy, Kenneth với Hunter check kỹ trái. Bây giờ lại sợ lộ tiếng thằng B-Shot đã nghe thấy. Phải là những tiếng bò chay, một con đường bò chay rất là dài. Kenneth đi trước, Kenneth với Hunter mỗi thằng check một bên. Đấy các bạn thấy không, nó bỏ chay ra, nó không lộ bất kỳ một tiếng động nào cả. Để nếu như trong bom sai B có một thằng, thằng đấy cũng đéo thể biết được. Mà đến khi thằng đấy biết rằng là địch đánh B thì các thành viên bên phía Guy Sport nó tự tin là nó đổi được mạng, nó đi đến ba thằng lầu như này thì một thằng trong B rất khó để có thể bắn chết cả ba thằng cùng một lúc. Nên lúc đó thì kể cả nó mất người, nó mất một thằng thì cũng chả sao cả, hoặc mất hai thằng, nó chiếm được bom sai B, nó đặt được bom thì bên phía của team Navi nó đang ở khá là xa. Và những cái thằng sau đó nó lại có cho mình một cái khoảng thời gian để có thể xử lý và thoải mái. Navi round này thì chấp nhận với xếp súng thôi. Bởi vì thật ra là Navi mất khá nhiều tiên cơ. Giờ mà Navi cố gắng về retake bomb thì nó cũng không để làm gì cả. Thời gian không ủng hộ và họ cũng không có cho mình những vị trí đẹp. Tất cả những cái vị trí đẹp đều bị các miền gái sport đứng và chiếm rồi. Cái việc đi retake bomb ấy nó rất là quan trọng về mặt thông tin, nghĩa là các bạn có ai ở gần khu bom site đấy hay không. Vì sao khi mà mình bắn đội caster trẻ mình hay bảo một điều là đừng chết, nghĩa là những thằng canh bom đấy đừng chết, lùi lại được cho nó chiếm bom cũng được nhưng đừng chết, bởi vì nó giữ được cho mình một vị trí rất là đẹp để mình chạy về gần. Chứ nếu mà không có những thằng như vậy ấy thì các bạn hình dung là các bạn về các bạn retake bom, các bạn check rất nhiều góc, các bạn phải check từ chỗ này đến chỗ kia. Và với từng đấy thời gian check góc thì các bạn sẽ không đủ thời gian để có thể retake bomb, rất là khó khăn. Ok, giờ thì chúng ta lại xem tiếp thôi. Đây là một flat mid hỗ trợ cho player đi mid, nhưng thực ra thì bên phía Guy Sport nó không ai đi mid cả, ném ra thì nó dọa Navi là chính thôi. Chắc là muốn bắn láo rồi, nhìn là biết một flash duy nhất. Căn vết, smoke gì đây? Ui, có smoke gì đây? Ui, ui, đi con mẹ, có smoke nối phải gọi là vãi đái. Có smoke vừa rồi thì tôi sẽ giải thích tại sao nó không ném một quả smoke nối dễ hơn mà nó lại ném quả đấy. Ném một flash và sau đó đi một smoke nối, một smoke che jungle. Clear hoàn toàn khu vực stair. Đây là một tiếng nó sẽ cố gắng clear stair. Vẫn có người bài tờ mid. À mà nick vừa rồi vẫn kịp giết một. Rất khó để G2 có thể, à để Navi có thể retake bomb. Chính ra bọn gái spot khá nhiều bài vừa. Nhưng có vẻ như Navi không muốn retake bomb bởi vì các bạn thấy rằng đấy vẫn chưa qua được cái connector. Nó lại ném thêm một quả smoke nữa, thế là thằng connector Sipo vẫn bị phế. Thế là rất là khó. Các bạn muốn bắn nhau đéo được, các bạn toàn bị smoke chèn vào. Và đến lúc các bạn được phép bắn nhau rồi thì đồng hồ các bạn ấy tít rồi. Tít nhanh thì bắt đầu bom sắp nổ đến nơi. Thì bắt đầu quả smoke connector quả thứ hai mới hết. Cái tình huống vừa rồi ấy, tại sao Hunter nó phải ném quả smoke phức tạp đến như vậy? Các bạn hình dung là bọn Guy Sport nó muốn đánh theo tham minh. Vừa rồi nó nghiên cứu rất kỹ về mặt thời gian. Thằng Hunter phải ném quả flash nhanh và sau đó thì nó phải ném quả smoke như thế thì nó mới kịp tham minh để chạy theo đồng đội. Nên nó không nhảy xuống dưới để ném quả smoke khác. Có thể có những quả smoke khác căn vết dễ hơn. Tuy nhiên thì quả smoke vừa rồi mà thằng Hunter nói ném là một quả khá là khó. Nhưng đối với nó thì không khó lắm. Và đặc biệt là quả smoke đó sẽ đủ tham minh, chuẩn tham minh với cả cái bài vờ đánh nhanh mà Guy Sport đang muốn làm. Đấy là một sự khác biệt. Và ở tầm thế giới thì mỗi một bài setup nó đều tính tham minh rất là kỹ. Nó sẽ tính khoảng từ 1 giây đến 2 giây. Và không được phép sai lệch. Chỉ cần một quả bom sai thôi sẽ có một người phải nằm xuống vì quả bom đấy. Đó là chuyện quá bình thường. Guy Sport bắn T-side rất là ổn. Nhiều bài vở từ nãy giờ họ đã sử dụng rồi. Rất nhiều bài vở này. Round thì phi connector nhanh này. Round thì bọn Guy Sport đánh bài A nhanh. Round thì thằng Hunter bỏ lầu một mình, clear bom xe A.
rất nhiều trò trống. Các bạn thấy rằng là Navi đã thua mất khá nhiều những round đấu full bài. Đấy, lại đi ăn được 3 tiếp. Thằng kia lại ném quả lửa hay quả nết đây. Thằng đi đầu là thằng Amanek. Thằng Amanek hình như vừa rồi ném quả nết xuống để chặn những tiếng đầy. Đây là round đấu mà Navi yếu tiền và Guy Sports nó đọc được điều đó. Nó biết là bọn Navi không có nhiều tiền vào round này, nên nó rất sợ những tình huống đẩy underpass. Bây giờ thì thậm chí là thằng Aster sẽ được xin một quả flat. Khả năng rất là cao là Amanek sẽ ném flat thôi. Tôi đoán là như vậy. Amanek đang lùi lại rồi. Có flat Vita check. Chứ nếu mà nó cầm CZ ok cương skill trước thì bò AK ra cũng khá là mạo hiểm. Ném flat hay không? Vẫn đang kê đầy. Các bạn thấy không? Nó kê đầy rất là chỉ. Mất gần 50 giây thì kê đầy rồi. Bắt đầu bò lên. Quả smoke connector ném ra và một lửa shot. Đây là hai quả bom cơ bản dành cho những bạn hay đi underpass. Lửa shot để không cho thằng shot có một góc đứng đẹp. Smoke che connector, che hoàn toàn một connector để gài người vào. Đây là những quả bom rất là cơ bản. Nhưng vấn đề khi bò connector thì làm gì tiếp theo? Chỉ còn lại 30 giây thôi. Hình như là Guy Sports đang muốn tăng thẳng bom xe A. Navi đập lô bắn 5 bom xe B, 4 bom xe B và chỉ giữ một người đang kê ở khu vực City. Đây là một tình huống đánh lô sai từ Navi. Bắt đầu tăng vào. Đấy, các bạn thấy không? Tăng rất dứt khoát luôn. Búp lát ra đẩy tiếp xuống. Clear hoàn toàn khu vực bom xe A rồi. Vẫn đặt bom ở khoảng thời gian 8 giây. 8 giây với đặt bom là mình sai. Không sao cả, cái việc đặt cái bom đã giúp cho G2 có quá nhiều lợi thế trong round đấu phương về Eco. Đây là round đấu góc kê này, góc kê rất là đẹp nhá. Nhưng quả flat vừa rồi không phải là quả flat đẹp. Nếu như thằng Aster đã kê đẹp như này, tôi nghĩ rằng là không cần phải ném flat. Cái góc vừa rồi của Aster đứng là một cái góc mà cái thằng underpass đẩy lên đéo phải đặt tâm vào các bạn ạ. Các bạn kiểu gì phải bục bắn trước bài đặc biệt. Bò underpass rất là nhiều. Tại cái vị trí này là cái vị trí mà các bạn thể bò thoải mái được. Bên phía Navi thì không thể làm gì được. Nhưng quả nết em, quả nết timing rất là chuẩn. Ui, quả flash. Ui. Flash gì đây? Quả flash, ui, quả flash chất lượng nhỉ. Một quả flash mà chúng ta có thể học được. Giờ tôi sẽ xem lại quả flash này. Vừa rồi cũng tiếng đẩy cống đến từ Boomis, nhưng Boomis lại bắn lỗi. Boomis chết chay. Một tiếng bắn lỗi từ Boomis đẩy cống khá là hay. Hunter nghe được rồi, Hunter đang móc sau lưng đội hình của cách biệt bên phía Navi. Một tiếng thao mình rất chuẩn đến từ Hunter. Rồi nó đang móc ngược. Không được rồi, thằng Electronic quả này bằng tín hơn. Electronic quả này cũng nghĩ rằng là à, có thể Hunter có thể đã có một thằng underpass nó đi qua connector nó nghe thấy. Bởi vì đơn giản hai player của Navi vừa rồi chạy. Và về mặt lý thuyết, khi mà các bạn chạy lộ tiếng ấy, thằng kia nghe được nó sẽ bò ngay sau lưng. Và thằng Electronic khá là tệ. Nó cũng biết là có thể điều đấy xảy ra. Và anh em chờ tí tôi học cái quả flash này đã. À, đây là quả flash rất là hay mà anh em có thể học được. Này nó căn thế nào đây. Đó. Rồi. Căn đầu. Đập vào dưới, G dưới. À đúng rồi, đập vào G dưới. Nảy sang. Thằng nào quả flat này quỹ đạo di chuyển nó dị thật. Ok, chúng ta sẽ đến round tiếp theo. 48. Vẫn là vị trí của Hunter. Một số mốc mid gần, một số mốc mid đầu. Bụp rất nhiều flat. Bắt đầu mới đẩy ra. Không được rồi. Sipo này nó đã tính được đến chuyện có đối phương phi qua quả smoke ở mid gần. Sipo quả này là quả nó bắn chủ động hơn, nó kê trước. Và thằng Aster là thằng ra chạy ra khỏi quả smoke là thằng bị động hơn rất nhiều. Sipo nó bắn quả cũng kinh mặt luôn. Đây là một round eco của Guy Sports. Cái góc kê này cũng là một góc khá là dị.
Nhưng cái góc vừa rồi thì tôi nghĩ rằng không phù hợp với các bạn rank thấp. Bởi vì ở rank thấp nó sẽ giặt ngang ra và cái góc đấy sẽ không bắn kịp được. Cái góc đấy nó chỉ bắn cho những thằng nào nó đẩy underpass xong nó còn nhá cơ, phải nhá một hai nhịp. Thì tôi thấy rằng tầm rank bình thường ít thằng nó nhá cái underpass này lắm. Trừ khi các bạn lên gặp với bọn bắn theo kiểu level 10 phía ít đổ lên thì may ra nó phải nhá ở cái underpass này. Còn chúng nó đã đẩy là chúng nó đẩy cục ra luôn. Đấy, thằng này bây giờ nhiệm vụ nó chiếu mỗi kê đẩy thôi. Bắt đầu chạy về này, nhặt bom mà, 2 vết 4 này. Không được. Cầm đi go đi pick off một điều rất là khó khăn. Đây là bài thi nối sao ấy, hai flash nối, hai quả flash liền nhưng mà hai quả flash thì bên mình cũng mù. Phải thừa nhận là mấy ông người iSpot này phối hợp nhau buồn cười thật. Đây các bạn xem, tôi cho các bạn xem lại vào này. Thaster ném hai quả flash. Nhưng mà bên phía Guy Sport thì như hai ông kia chỉ nghĩ là có một quả flash thôi. Thường thì người ta sẽ chỉ ném một quả, hai quả, nó hơi nhiều. Đồng đội ở một cái tốc độ cao như vậy, người ta rất là khó để có thể tránh được cả hai quả flash. Đặc biệt là vừa rồi lại có một tình huống Guardian nó lại đẩy ngược ra, khiến cho hai thằng bên phía Guy Sport không thể thoải mái quay lưng được. Vừa rồi thì hai ông của Guy Sport đã không thể quay lưng được. Đây các bạn hãy xem tình huống này. Đấy, xem này, Guardian nó kê này, nó đẩy cho nó bắn một viên nha. Đây, chạy quay qua tránh được quả flash rồi, nhưng quả thứ hai thì mù. Đấy, anh em thấy đúng không? Quả flash đầu tiên, hai thằng kia quay mặt tránh đẹp và thằng Guardian thì trắng. Nhưng mà địt mẹ ông kia lại ném thêm một quả nữa, thế là thôi, hai ông tướng này ra đi luôn. Hai ông này phải đi stack nhau lên khu vực window. Đây là một tướng mà Amanix được stack lên khá là sớm. Guardian đã không ngờ tới điều đó. Thế không? Chúng ta lại thấy rằng cái bắn off window, tính hiệu quả của nó rất là thấp. Nhiều lúc các bạn có được bắn đâu, toàn ăn flash với smoke và sau đó thì tự nhiên lại thấy một thằng ở window stack lên rồi. Những team mà biết stack người lên window tốt ấy, thì đều là những team bắn map mirage này cực kỳ hay. Bắn mirage này mà các bạn không stack lên window thì các bạn sẽ rất bị động. Bắt đầu tăng ra bom xe B, vừa Kenneth bắt được boom miss. Đây là một tướng 4-3. Smoke shot lại. Ui, smoke shot lỗi rồi. Vâng, và smoke shot hơi fail tí. Không sao cả. Kê lầu luôn. Hunter là thằng đứng duy nhất trên lầu. Nó kê lầu, đó là một điều hợp lý thôi. Đang có một player biter đó, Amanix. Amanix đang chạy về để hỗ trợ đồng đội. Ở đây là last round. Chắc chắn đối phương sẽ cố gắng cứu bom. Hunter, chúng ta hãy xem nào. Ui sổ mặt luôn. Hunter là thằng bắn kinh. Rất dễ dàng. 6-9. Như vậy là Guy Sport có cho mình 9 round bên phía T-side. Xem qua thì chúng ta thấy rằng là Guy Sport họ cũng khá là linh hoạt và bài bản bên phía T-side móc thiếu mirage này. Cái vấn đề của lineup mới của Guy Sport hiện tại nó lại không phải là vấn đề về T-side. Bọn này bắn T-side thường rất là thoáng và có nhiều chiến thuật. Nhưng bọn này bắn CT rất là tệ. Tại vì cái việc teamwork giữa các player nó chưa có được cái sự liên kết cần thiết. Điều đó khiến cho cái bọn Guy này gặp rất là nhiều khó khăn. Ngày hôm qua nó thua nào vì toàn thua City. Thua sâu City luôn, chứ còn bên T-side thì nó lại không thua. City nó bên T-side nó bắn đều khá là tốt tại vì tay bọn này rất là to. Ok, như vậy là mình vừa làm xong cái phần phân tích demo của Hunter. Mình không làm dài được vì sao? Anh em hiểu là xem demo này rất là buồn ngủ. Mình xem xong cái demo là bây giờ mình phải úp mặt xuống ngủ một lát chứ không mình không chịu được. Nên mình sẽ không thể làm cái quá là dài, mình sẽ làm theo kiểu từng phần, mỗi phần một player mình sẽ chỉ phân tích một side thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video phân tích demo tiếp theo. Bye.